Hôm nay mình lại giới thiệu mấy con thỏ ở trung tâm thành phố Canberra cho các bạn xem á. Mình đang đứng ở trung tâm thành phố Canberra ha. Các bạn có thể thấy két thỏ rất là nhiều ở đây. Thỏ ở cả hai bên ha. Cái thỏ đây là siêu nhát, người đi ngang một cái là chạy hết hai vô hai bụi lùm hai bên. Ở đây là có những cái hang thỏ đào, các bạn thấy không? Phía trước là thỏ và chim á. Một con thỏ nằm lẻ loi, con này có vẻ hơi dạng ha.